Xin chào tất cả các bạn, tôi là ảo thuật gia Di. Và tôi là ảo thuật gia Alex Nguyễn. Anh Alex, hôm nay thì chúng ta chia sẻ cho các bạn về tiết mục ảo thuật gì đây? Hôm nay chúng ta lại cùng thực hiện một màn ảo thuật với các quân bài nhé. Với các quân bài? Cái này gì ta? Đây là tờ giấy mà. Không, nó là quân bài mà. Nhưng hiện nay mới chỉ có một quân bài. Nhiều hơn đi. Nhiều hơn nhé. Bây giờ anh sẽ lấy ra một quân, hai quân bài. Chỉ hai lá thôi á? Chỉ hai lá thôi. Bây giờ mình cùng thực hiện vào tuần hai lá bài này nhé. Bây giờ em có thể gấp cái lá bài này nhưng mà gấp dọc. Gấp như thế. Thì cái quân của em là gấp ngang thì quân của anh sẽ gấp dọc. Quân sẽ gấp ngang nha. Thì các bạn hãy chú ý đi, tôi đang gấp ngang lá bài là. Một quân thì gấp ngang, một quân thì gấp dọc. Ok ạ. Rồi, đưa cho em quân của em. Ok. Anh sẽ để nó vào bên trong như thế này. Nhất trí. Bên trong. Và anh sẽ mở cái lá bên trong ra. Như thế này, ok, góc lại. Xong. Và bây giờ nhìn kỹ nhá. Anh sẽ làm cho cái lá này nó ngửa mặt lại. Nhưng mà bình thường ngửa mặt lại là mình phải mở nó ra không? Chính xác. Anh chỉ cần lại. Mình làm ra góc thì như này. Sự là lá bài chúng ta. Một nửa là ngửa mặt, một nửa là sấp mặt. Rất là thần kỳ nữa. Nếu anh đẩy sang bên này thì nó lại ngửa mặt. Anh đẩy sang bên này thì nó lại sấp mặt. Và anh dần là bên anh có thể chứng minh cho em thấy. Anh xé con này làm đôi. Ok. Và có thể nhìn thấy một nửa là sấp và một nửa là ngửa. Vẫn ghép được vào với nhau. Màn ảo thuật này được thực hiện như thế nào? Các bạn cùng mình cùng xem mình vào thuật gia Di thực hiện nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn của chương trình Thế giới ảo thuật. Và đây là một tiết mục ảo thuật vô cùng thú vị với hai lá bài. Bằng cách nào để chúng ta làm như thế? Các bạn cứ yên tâm, bởi vì ngay sau đây thôi thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn biết. Và để thực hiện màn ảo thuật này, chúng ta chỉ cần hai lá bài. Nhưng thực tế là chúng ta cần nhiều hơn hai lá bài, tại vì các bạn phải tập luyện nữa chứ. Mỗi lần các bạn sẽ mất đi hai lá bài, thế nên tốt nhất là các bạn cứ mua một bộ bài. Các bạn sẽ phải xé một lá ra đấy. Lần nào cũng thế. Lần nào cũng thế. Và đầu tiên là mình sẽ cho khán giả xem hai lá bài như bình thường, nhưng mà thật ra một lá đã được mình chuẩn bị sẵn. Rồi anh sẽ xé lá này ra làm đôi, nhưng mà xé đến giữa thì ngừng lại. Xé ra làm đôi, xé đến giữa, ngừng lại. Xé đến giữa rồi nhá. Và sau đó mình sẽ ghép lá này lại và dùng ngón tay che đi. Che đi như này. Đó, các bạn không được như này đâu. Hãy dùng ngón tay để nó đi. Hoặc là các bạn có thể lấy cái lá còn lại che ra làm trước. Đúng không? Rất là an toàn. Đúng không? Đúng không ạ? Cho các bạn xem hai quân và sau đó mình lấy ra như này. Vẫn dùng ngón tay che đi. Và mình sẽ đưa cho Di lá còn lại. Okay. Lá mà không bị xé. Mình sẽ đẩy cho bạn ra. Gì nhỉ? Gấp đó là đôi, nhưng mà gấp lại theo chiều ngang. Theo chiều dọc thì mình sẽ gấp theo chiều dọc, Di sẽ gấp theo chiều ngang như này. Các bạn nhớ là nhìn mặt sau nhé. Chúng ta sẽ luôn luôn đưa cho khán giả gấp một lá bài như thế này. Đây là cái mà khán giả có thể nhìn thấy tường sau. Mình sẽ bóp vào và một bên nó ngửa ra như này, nhưng mà từ đằng trước thì nó trông như bình thường, trông như là lá bài bình thường. Và chính vì thế cho nên chúng ta hãy luôn lưu ý rằng đó là chúng ta không bao giờ để cho khán giả nhìn từ đằng sau lưng. Và nếu như khán giả nhìn từ đằng sau lưng thì tất cả mọi thứ của chúng ta không tốt. Và sau đó chúng ta sẽ lấy cái lá bài của khán giả và cho nó vào bên trong như thế này. Cho nó vào bên trong. Và bây giờ mình có thể dùng ngón tay mở cái lá bên dưới ra như thế này nhé. Đó. Nhìn từ ra từ sau nó nhìn ra. Tất nhiên các bạn không thể cho khán giả xem được. Vì vậy mình sẽ mở nó ra như thế này. Chúng ta sẽ mở lên. Mở lên. Và gấp ngược nó lại. Và điều gì sẽ xảy ra khi mình gấp ngược nó lại nhỉ? Các bạn có thể nhìn thấy. Gấp đó, và khi mà chúng ta thực hiện động tác này thì lập tức là lá bài của chúng ta cũng đã được gặp lại một lần nữa. Các bạn nhìn nhé. Và bây giờ
Bạn ảo thuật này đã xong rồi. Các bạn có thể thể hiện nó bằng bất cứ cái phong cách nào các bạn muốn. Có thể thể hiện nó một cách vui vẻ một chút. Và có thể thể hiện nó nghiêm túc hơn. Rất chậm lại, thật chậm rãi luôn. Và mình đẩy sang bên này thì nó ngửa ra. Đẩy sang bên này, nó lại sấp lại. Và mình có thể xoay nó sang. Và đẩy nó sang giữa thế này. Đó. Đúng. Chúng ta hãy cố gắng là đừng để quá cao vì nếu không thì sẽ bị lộ thì quay mặt dưới nhìn thấy như này. Ồ, thật là nguy hiểm. Các bạn cần phải tập luyện và mà có thể biểu diễn rất cẩn thận. Hãy tập luyện qua gương. Và đến đây, khi mà các bạn cho muốn cho khán giả xem là quân bài thật sự một nửa sấp, một nửa ngửa, các bạn có thể cho khán giả xem hai mặt như thế này và sau đó ngay lập tức xé cái quân bài này làm hai. Và các bạn có thể nhìn xuống, các bạn có thể nhìn xuống và xé. Hơi hở tay ra và xé nó ở đúng đoạn giữa như thế này. Hãy cố gắng xé ở đúng đoạn giữa của lá bài. Cái đoạn mà lá bài nó bị gập rồi. Xé ra như thế này. Xé ra làm đôi. Và từ từ lấy ra hai nửa cho khán giả xem, một nửa và nửa thứ hai. Các bạn có thể thấy không? Hai nửa này vẫn ghép lại được với nhau. Nên mình mở ra như thế này. Hai nửa vẫn ghép lại được với nhau. Cho khán giả xem một nửa sấp và một nửa ngửa. Một tiết mục ảo thuật rất là thú vị. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện động tác như vậy, nó đã hoàn toàn xóa sạch đi những cái sự chuẩn bị của chúng ta ngay từ lúc ban đầu ấy. Rất là thú vị. Để thực hiện được màn ảo thuật này, các bạn cũng cần phải tập luyện một chút. Nhưng mà nó rất là xứng đáng cho sự tập luyện của các bạn. Tại vì rất nhiều người có những ảo thuật gia thế giới vẫn biểu diễn hàng màn ảo thuật này hàng ngày một cách chuyên nghiệp. Có những tiết mục ảo thuật đơn giản, nhưng với cách thể hiện của chúng ta sẽ đưa sự đơn giản lên một tầm cao mới. Và bây giờ chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình lần sau. Và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn.